Rồi đẹp rồi. Ui ui trông ra. Trời ơi là lăng. Đấy. Rất là lăng. Đẹp luôn. Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi bộ đôi máy xúc một to một bé phối hợp cùng nhau phá rỡ một cái căn nhà 2 tầng. Ngày hôm nay có sự đóng góp của em Komatsu PC30 do anh Hải lái và em Hyundai Robert 1400 do anh Điện lái. Toàn bộ phía bên trái đã được phá xuống xong xuôi. Bây giờ còn duy nhất cái phần 2 tầng bên phía tay phải các bác đây. Tầng 1 thì đã chìm trong chả hết rồi các bạn ạ. Bây giờ chỉ nổi lên cái phần tầng 2. Và cái khúc này là cái khúc mà căng thẳng nhất mà anh em chúng tôi đang cần làm. Đấy. Trong video các bạn có thể thấy là phía tầng 1 thì khá là an toàn rồi. Nhưng mà phía tầng 2 này thì rất chi là nguy hiểm. Đằng sau này thì tiếp giáp với một cái mái tôn. Đấy. Phía dưới là đồ dùng của người ta. Nhà hàng xóm cũng có một mái tôn và bên dưới thì đang có con ô tô. Đấy. Đấy. Trông này. Sát sát luôn. Đấy, mái tôn thì đang cố sát vào tường rồi các bác ạ. Đấy. Còn phía đằng sau này thì lại tiếp giáp với cái khúc bên này. Khá là nguy hiểm. Thì để xem rằng là ngày hôm nay anh em chúng tôi sẽ tiến hành bây giờ thì con 140 kia sẽ tiến hành lắp kìm để bóp những cái phần mái của cái tầng 2 này. Nhưng mà do cái tường bên dưới toàn bộ là tường vôi rất là yếu. Chính vì vậy là khi bóp mái nó sẽ bị rung mái, rung tường. Và chỉ sợ là cái tường phía bên anh áo xanh đó nó đẩy tường ra, nó sập sang bên kia. Và cái tường phía trước của các bạn đây nó đẩy sang bên này. Chính vì vậy nên ngày hôm nay thì đang có sự tăng cường của con 30 này. Con 30 này thì đảm nhận cái chức vụ là bắn đục tỉa bớt cắt nhỏ phần mái ra. Đấy. Để cho con 140 ngoài kia nó bóp dần vào và nó sẽ tiến hành là cắp và giật cái phần mái này luôn. Đấy. Thì phải có sự phối hợp giữa hai con này thì mới hại được các bạn. Đôi khi là nhà nhiều máy, nhiều phương tiện thì nhiều cái hay như vậy đấy các bác ạ. Đấy, đây hiện tại thì mình đang đứng trên tầng 1 của nhà bên cạnh. Đấy, nên là các bạn nhìn nó mới thấp đấy. Chứ còn đứng ở dưới chỗ con máy 140 kia thì nhìn nó rất là cao. Tại thì em 30 này sẽ tiến hành đục thủng mái luôn, đục đến đâu được luôn đấy. Và đang tính là chia đôi cái mái này ra, làm mỗi bên một nửa. Nửa trong tiếp giáp với những cái nhà tôn này thì sẽ được kéo xuống sau. Vì dưới cái mái này nó có một cái gian nhà vệ sinh. Đấy, cái gian về vệ sinh này thì nó chống thẳng lên cái phần mái, nên phần nào đó nó đỡ hơn rất là nhiều so với cái vấn đề là mình lôi cả mái. Đấy, còn cái mái phía đằng trước kia thì mảng to đấy nó nằm ở phần ngoài cùng, không liên quan gì đến phần phía trong nữa, nên là sẽ dành cho con 140 nó gắp và nó giật xuống luôn. Đấy, khúc này thì máy đang tiến hành đục thủng những cái phần mái. Đấy, pha vừa rồi thì bác tài có một màn
vả cái bờ bò phía trên rơi sang cái mái này. Nhưng may quá không sao, thì mái này thì đã được che chắn bởi một lớp tôn nữa rồi và một lớp gỗ nữa rồi. Đấy. Dưới còn nệm nữa nên là may không ảnh hưởng gì. Cát lót kiếc để nóng lên. Pha này phải nói là rất là căng đấy. Để xem lát nữa máy giật kiểu nào, bóp kiểu nào để không đổ ra bên này. Đấy, cái tảng này rơi bên này rồi, rơi sang bên kia thì pha vừa xong mà không có những tấm lót, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng rất lâu rồi các bạn mới gặp lại anh Điện với anh Hải trong những cái video phá nhà. Phá nhà luôn luôn là một khó khó. Bây giờ là sợ kéo cái mái tầng 2 này nó sẽ bị đẩy cái tường này các bạn này. Toàn bộ cái tường này nó sẽ bị đẩy, nó đổ ngược sang bên này. Mà cả một cái mảng tường đâu đó dài 3 mét này nó ập sang thì cái tôn này không còn là gì nữa. Chính vì vậy nên là phương án đưa ra là đục nhỏ phần mái, chia đôi nó ra. Mình không ăn miếng to nữa mà chuyển sang ăn miếng nhỏ thì nó sẽ an toàn hơn. Cái đoạn như thế này rất là hồi hộp này. Bắn phải từng ly từng tí này, xử lý từng tí một. Tầm này chỉ ăn được mảng nhỏ thôi, không dám ăn mảng to. Và sau khi đã đứt đôi được cái mái, phân chia ra là mỗi bên một nửa, bây giờ thì hai con này sẽ cùng nhau phối hợp để giật cái phần mái này xuống. Và Tài bác đang ngồi tranh thủ hút thêm một điếu thuốc để lấy thêm sự tự tin, lấy thêm sự can đảm để chuẩn bị cho một cái pha gọi là nhấc mái sập xuống, để xem là có diễn ra một siêu phẩm gì không.
và toàn bộ cái phần chân tường này thì đã bị nứt rồi. Bây giờ nhấc là một phát là ăn ngay luôn, một là nhấc, hai là không nhấc. Bức tường thì đang đu đưa theo cơn gió rồi. Bắn cho bốc đi. Cái tầm này mà đứng ở trên mái này cắt cứ không khỏi là bị run. À, vì là tường xung quanh thì đã bị nứt hết rồi, mái thì đã lục là lục liếng rồi. Đấy, dưới kia còn 3 giây, chia đôi cái phần mái này ra. Đấy, nói là một cái mái con thôi nhưng mà nó không hề con một tí nào đâu. Bấm sâu vào. Đấy. Không có đây là cắt nốt cái này ngay. Những sợi sắt liên kết đâu? Cuối cùng. Rồi. Đấy. Rồi, còn một giây nữa, đáng một giây nữa mà. 2 giây nữa. Rồi, tách đôi hết ra rồi. Nào, bây giờ là một màn phối hợp kéo. Lên sàn. Đấy, móc dịch ra được không? Ông kéo vào đầu ngoài kia luôn. Đấy, đổ đường không? Ôi. Được đấy. Rồi, đẹp rồi. Ui, trông ra. Trời ơi, nó lăng. Đấy. Rất là lăng. Đẹp luôn. Vừa kéo vừa nâng vừa đẩy. Buổi lễ kéo mái thành công tốt đẹp. Đấy, tường này thì hơi bị nghiêng một chút, nhưng nghiêng vào bên trong rồi. Không sợ. Đấy, và cái phần quan trọng nhất đã qua. Và sẽ còn lại một phần nữa là phần góc bên này. Góc bên này Lão Tài sẽ gắp cái mái này vứt sang một bên để xử lý những cái phần râu ria này trước đã, rồi mới tiến hành ra sắt bóp sắt sau. Đấy, phía bên dưới chỗ con máy này đang cào là cái trần của tầng 1. Đang được diễn ra rất là khẩn trương. Từ góc nhìn phía ngoài nhìn vào. Đó. Tuy như thế này thôi, nhưng mà nó chỉ cần đổ thôi là tường sẽ đẩy sang bên cái mái tôn này luôn. Năm nay tỷ lệ phá nhà phá cửa quá nhiều. Đấy, cái này có gầu kéo là ngon. Thank you.
vỡ cái tường ngăn của phòng vệ sinh. Bây giờ là phần kẹp mái để xem nhấc mái này như thế nào. Mái này thì nó bé rồi, con máy này thì nó bé rồi, mái bé và sự hỗ trợ của con máy bé đằng kia, cặp kéo đỡ, à, con bé kia sẽ đỡ, cặp nhấc lên anh ạ. Con siêu phẩm đã được hạ xuống thành công tốt đẹp đấy. Đây này, nó bị đẩy tường góc này một tí đấy, nên là phá rỡ lúc nào cũng vậy, giật mái là nó hay bị đẩy tường. Và phần đẩy tường này thì bây giờ sẽ được máy hỗ trợ. Rất may là pha giật vừa rồi không đổ đâu cả. Quá đẹp, quá xuất sắc, quá tuyệt vời. Đấy. Và như vậy là với một cái pha phối hợp rất là hài hòa của hai con máy này thì toàn bộ phần mái của tầng 2 đã được xử lý xong xuôi gọn nhẹ một cách an toàn. Đấy. Bây giờ thì thời gian này em Hyundai do anh Điện lái sẽ tiến hành khóp sắt những cái phần mái để ra sắt. Còn em 30 này sẽ tiến hành phá những cái phần tường xung quanh. Đấy. Hạ xuống được như thế này rồi là rất là an toàn rồi. Và những giây phút vừa xong chính là những giây phút mà phải nói là cực kỳ căng thẳng và hồi hộp. Bản thân người vận hành cũng hồi hộp, cũng rất là e sợ khi mà bị đổ sang bên này. Bản thân người đứng xem thôi cũng đã thấy hồi hộp rồi. Đấy, khâu này thì em to đã nhàn hơn. Em này đang tiến hành bóp sắt ở phía bên dưới của cái mái này. Nhà này thì thuộc dạng nhà xây bằng vôi vữa nên là nó không có nhiều sắt như những cái nhà bê tông cốt thép. Đấy. Ở đây là cái góc nhìn từ đằng sau, toàn bộ phần mái, phần tường nhỏ nhỏ đã được hạ xuống xử lý một cách cực kỳ êm đẹp. Báo là con to sẽ ở đây để bóp và ra sắt, còn lại con nhỏ sẽ được rút đi sau khi con to bóp và ra sắt xong thì nó sẽ tiến hành ở đây và xúc chà chuyển ra ngoài. Tuy là những cái phần khó khăn, phần nguy hiểm đã qua, nhưng mà còn những cái phần râu ria như là những cái bức tường ngăn, bức tường dọc, bức tường tiếp giáp với những cái phần bên hông của nhà hàng xóm thì vẫn còn ở đấy. Chỉ cần không chú ý, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì cũng sẽ gây ra những cái hậu quả mà mình không mong muốn. Đấy, vậy nên là cái nghề phá sớ này các bác ạ, khi nào phá được một cái căn nhà xuống an toàn, xong xuôi, gọn, đẹp thì lúc đó mới gọi là thở phào nhẹ nhõm. Còn cái phần xúc chạc thì là phần nằm dưới đất, nằm thấp rồi. Thì cái phần đấy thì dù là thợ lái mới làm thì cũng không có gì phải lo sợ cả. Đấy. Duy nhất là những cái lúc mà hạ tường, trèo tường rồi kéo tường, bắn beo rồi ABCD đấy. Thì nó mới căng thẳng và khó khăn thôi. Còn những cái phần như giật tường, kéo tường các thứ thì nó nằm trong cái lĩnh vực phá rồi thì nó sẽ khó khăn hơn so với cái việc là đứng một chỗ bóp sắt và múc.
Và hôm nay với sự góp mặt của anh Hải, một người anh thì cũng có tuổi đời trong nghề rất là lâu rồi, và anh Điện nữa, toàn là những cái bậc thầy trong việc phá rỡ nhà, nên là đủ thừa kinh nghiệm để xử lý những cái khó như vậy. Và trong nhiều video thì anh em lại cứ thắc mắc hỏi là nhìn thì nó dễ vậy thôi chứ có gì khó đâu, nhưng mà thực sự là đứng ở một cái góc độ ngoài đời thì các bác nhìn, các bác mới cảm nhận được là cái độ khó của cái căn nhà này nó như thế nào. Ba bên bốn bề đều là tôn, đều là nhà hàng xóm, đều là những căn nhà yếu. Phía bên dưới thì rất là nhiều đồ đạc cộng với xe hơi xe con nữa, nên là chỉ cần sơ sẩy một ly thôi là sẽ mất đi nhiều tiền luôn. Và không mong muốn gì hơn, chúc tất cả các bác tài máy xúc, chúc anh Điện, anh Hải có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục với công việc của mình, để cho anh em cộng đồng mạng có những cái thước phim, những cái video hay. Đấy. Và một lần nữa thì video của mình ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào phần tiếp theo nhé.